đúng không? Từ cho em lên là giọng á. À, lên giọng. Em Tân Bắc. Sao Tân Bắc đi? Cũng hâm mộ Tam Quan mà. À, hâm mộ. Thì trước khi mà trận đấu mà bây giờ anh hâm mộ Tam Quan đúng không? Thì cái trận đấu sắp tới á thì anh muốn gửi gắm cái đội máu bóng mình yêu thích, thì anh muốn gửi gắm cho các cầu thủ mình điều gì? Năm số trái cho cái. Chỉ cần quyết đấu tới cuối và chiến thắng trong cần vô đằng trong là được rồi. Nào. Rất là ngắn gọn mà xúc tích, cứ vô dầm cam là được rồi. À, bây giờ chúng ta sẽ lượt qua các cổ động viên. Các cổ động viên rất là đông. Này đông không thể tưởng tượng được. À, chúng ta sẽ gặp mỗi cô bị cái khẩu trang màu đen mà áo trắng. Đây. Rất là hoành tráng luôn. Tôi tâm đen luôn chết rồi. Không, bữa nay cổ vũ Tam Quan. Bữa nay là bạn đến cổ vũ Tam Quan, tôi thấy bạn rất là quen. À, xin lỗi là bạn đến đây cổ vũ cho người hùng của mình. Là ai hay là bạn đi với ai? Bạn dạ, đi với ai đây? Đó là quê bạn ở đâu? À, quê bạn ở đâu? Dạ, dạ quê em Tam Quan Nam nhưng mà em đi cổ vũ Tam Quan. Tam Quan Nam, cổ vũ Tam Quan. Đồ bán nước. Cái này hơi thắc mắc. Lý do? Lý do là chồng ở Tam Quan. Đâu, chồng ở Tam Quan. Em còn bạn. Cái này gọi là xuất giá không? Chồng đâu? Chồng là cầu thủ nào đâu? À, đây là cầu thủ mà trước khi đá là anh cũng viết thư cho tâm thư cho cha vợ rồi đúng không? Không, viết thư mẹ vợ rồi ấy. À, viết thư cho mẹ vợ. Thì trước khi mà bước vào trận đấu này thì anh được huấn luyện viên cho đá chính không hay là cho đá phụ? Không, đi theo vui. Theo vui. Vẫn đây là một cầu thủ hiềm khích với huấn luyện viên. À, hiềm khích huấn luyện viên cho đi theo cho vui. À, về bây giờ thôi mình ngồi lè, bây giờ mình bước vào trận đấu thì cái đây là một bản đấu rất là tự thành đúng không, một mắt một còn, thì phải cảm nhận của anh mà trước khi bước vào trận đấu này thì anh em toàn đội như thế nào? Tự tin làm sao nữa, vui dùm kem rồi, vui dùm kem rất là xúc tích, có nhiều đấy không? Không cần nhiều. À, cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Đây là người đi theo tiếng gọi tình yêu. Không còn mắc cửa nữa. Sao anh? Hồi Hảo thanh niên trúng vợ đi coi đá banh. Sao? Hồi Hảo giờ thấy làm sao? À, chiều nay là Hoài Hảo sẽ gặp đội Tam Quan Bắc trong một trận cầu có thể nói là trận cầu đinh. À, số phận đã rung rủi cho Hoài Hảo là nằm trong cùng bảng với ba đội Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam và Tam Quan. Chính vì điều đó cho nên là người ta nói 3-1 không chột cũng què. Đường Hoài Hảo là công công quẹo quẹo, thanh niên Hoài Hảo là chân thẹo thẹo không, bởi vì phải chiến đấu với ba anh Tam Quan đó cho nên là chân thẹo rất là nhiều. Nhưng mà tôi tin là chiều nay đội nhà của tôi là đội Hoài Hảo sẽ giành chiến thắng. Đây, Hoài Hảo FC. À, đây là ông chủ của ông bầu của đội bóng. Đang chơi vui vẻ mới mơ hiềm khách. Anh cứ giật dây không à. Đây các bạn, là mấy đứa sau lưng mình nó đang nói xấu mình, còn ở phía trước là nó trần tồn với anh quên tên bà ở đầu ngay đấy, thấy không? Là hai anh này là rất là nhiệt tình, tới xuống nhất, về cũng về trễ nhất. Đấy, coi các bạn quảng cáo thì do là chủ sân họ mang ra cái quầy kia họ để. Thì bây giờ là hai anh này đây quay cho các bạn đây, làm cái số lượng mà sản phẩm rất là khủng khiếp mà hai anh này anh mang vô. Đấy. Đây là những con người mà rất là thầm lặng, nhiều khi các bạn không bao giờ thấy ở trên màn hình. Thì hôm nay là cái vòng 3 của giải đấu Hòa Nhơn Trang Blitz hè 2 đấy. Mình lên khen các kiểu để không mà anh này ấy, thấy không? À, đây là anh Trần Tồn. Ảnh là anh Tinh Tồn, họ là anh họ Trần đó, người ta gọi anh là Trần Tồn. À, gọi là Trần Truồng á. À, hồi Mỹ FC rồi. Ý là bây giờ má khiên nó mệt quá. Bây giờ chia sẻ thì sao? À, sao anh Tây? À, đậu rồi đất của anh giờ nó rụng nụ, bây giờ sao? Anh ý kiến gì không? Anh nào chơi game vậy? Buồn quá, giờ ngồi chơi biết làm gì. Sao vậy, bây giờ trận đấu anh với đội tuyển Hòa Phú rồi, anh giờ anh quyết tâm sao? Thắng là nằm trong tầm tay rồi đó anh. Nhưng mà biết thắng bao nhiêu rồi. Anh chưa bị lộn. Anh Trần Tồn anh hại đúng không? Anh làm anh không có cái chất lượng, anh không có cái gọi là cái gì mà kế hoạch gì cả. Ờ rồi, không có bờ rùi phải không? Anh Trần Tồn. Mắc chất đụng, phải mắc chất chơi. Trời trời hại não vậy mà. Đây chúng ta quay tổng thể là bên kia là khán giả, bên đây là anh Trần Tồn.
Đây là một cái nhân vật là cũng khá là đặc biệt, khi mà để cái giải thành công thì chúng ta phải nhắc đến một cái người, một trong những người thầm lặng nhất là anh Toàn. Ảnh là họ Trần, ảnh tên Toàn, chúng ta nick Facebook của anh là Trần Toàn. Thì cũng rất là cảm ơn anh cũng như là các anh em ở trong ban tổ chức đã xây dựng cái giải bóng đá này đến như thế này là vòng 3, tôi cảm thấy là thành công. Thì bây giờ cái cảm xúc của anh Toàn là đến cái vòng 3 ngày hôm nay, anh nói về riêng cái đậu vào Mỹ của anh là khi vào vòng trong, cảm xúc của anh và cái giải đấu đến cái chặng đường như thế này thì anh cảm thấy như thế nào? Rồi, cảm ơn anh Trần Ngọc Quyển. Tôi là coach của Hòa Mỹ FC. Đến giờ phút này là Hòa Mỹ đã gọi là an bài rồi, đã bước vào vòng trong rồi. Cho nên là chúng tôi vui, rất vui là đã loại được Hòa Đức. Đó. Cho nên là bây giờ chiều nay, trận chiều hôm nay là Bồng Sơn với Hòa Mỹ là nó như là một cái thủ tục để danh nhất nhì để gặp bảng A. Cho nên là chiếc thật chiều hôm nay nó cũng hơi là còn nhiều cái bí mật, tại vì trong cái nội bộ của chúng tôi nó có nhiều cái nó chưa được giải bày lắm. Cho nên tôi phải giữ bí mật cho đến khi mà ra quân. Đấy. Còn riêng về mà giải bên Hội Đồng Hương á, thì tôi đến giờ phút này là tôi mới được xuất hiện ở trên trang YouTube của anh Trần Ngọc Viễn. Thì nói chung là thầm lặng được 2 vòng rồi, vòng hôm nay mới là người lộ diện, còn 2 anh nữa. Cho nên là thôi thì cũng nói ngắn gọn thôi. Thì luôn luôn đến với mọi người là vì tinh thần là đam mê. Đam mê là trên hết và muốn kết nối lại những cái người anh em ở Hòa Nhơn mình để tạo một cái sân chơi hàng năm. Và năm 2018 đã thành công và tiếp tục là năm 2019. Và mong rằng là nửa đoạn đường còn lại thì sẽ thành công tiếp theo. Về cái tổng thể hiện tại tổng thể luôn, anh cảm thấy hài lòng không? Rất hài lòng. Rất là hài lòng. Dạ. Cái logo ở trên áo anh phải nói là rất hài lòng. Cảm ơn anh nha. Dạ. Rồi làm tiếp tục đi. Vâng, xin chào quý vị các bạn. Trước mắt chúng ta là xuất hiện một anh tên Hiền. Anh nói với bà con khán giả luôn chứ sợ vợ gì, hai lần trước là vợ không cho đi đúng không? Đúng, chính xác. Thì tùy theo thế trận thôi, bây giờ anh em mình cứ chơi hết mình. Anh cảm thấy là Bồng Sơn sẽ thắng hay là sẽ què? Thì cứ tỷ lệ 50-50 thôi chứ sao mình nhận định được, bóng chưa lăn mà. Rồi, đây là một người rất là gọi là khiêm tốn, một lần khiêm tốn là 4 lần tự cao. Chúng ta sẽ tìm một người nữa các bạn, người này thì rất là nhiều khán giả cũng như là các fan hâm mộ trên toàn thế giới, họ là yêu cầu chúng tôi là phải phỏng vấn anh. Người đây, anh đây là anh chưa có người yêu, tán gái rất là dở, mang áo số 10 của đậu Bồng Sơn. Đây các bạn có thể biết là Đặng Toàn, đây anh tên đây thì anh có cái chia sẻ cho các fan hâm mộ ở trên toàn thế giới biết là trong cái trận đấu ngày hôm nay giữa Hoài Mỹ với Bồng Sơn anh thì kết quả đó có nghĩa là vào vòng trong đã ăn bài rồi, nhưng mà anh có muốn chơi hết mình hay không? Đá banh phải hết mình chứ, nói lạ không Viễn. Thôi được rồi. Giờ hỏi thêm câu nữa là cái tiêu chí nào anh khi mà giờ đá banh mình bỏ qua một bên đây, giờ tiêu chí chọn người yêu của anh là anh chọn tiêu chí nào? Vĩnh đầu mà sao? Bây giờ sao? Giờ bà con các anh bạn gái thông cảm thì nó hầu giờ nó nhát gái. Đá banh rất là giỏi, chiều cao là 1m80 lên, các bạn nhìn thấy không? Đây, Hào Yên cứ yên tâm, bây giờ cho các bạn nữ trên toàn thế giới biết là cái tiêu chí mà chọn người yêu của anh là gì. Tôi đi khởi động tí đã. Bây giờ là tiêu chí chọn người yêu, hỏi một câu thôi. Trả lời. Đi. Giờ tiêu chí chọn người yêu là gì? Đi. Không nghĩ tới người yêu là sợ. Không sợ. Sợ gì mà sợ. Thôi nghe quý vị, mình đi phỏng vấn đứa khác. Xin chào các bạn có thể thấy ở trên màn hình chúng ta một dáng người đi rất là giống BD Thái, nhưng mà anh rất là man, tên là Tuấn Anh. Thì chúng tôi sẽ hỏi anh một vài câu. Xin chào anh, có thể cho các fan hâm mộ là trên toàn thế giới là anh có người yêu chưa? Dạ chưa nha anh. Chưa người, cái bạn nữ mà anh muốn tìm kiếm là cái mẫu người như thế nào? Anh đi từ từ thôi, đi chậm đi lui, tôi đi mệt chân quá. Xin là được. Xin là được, ok. Dạ rồi, bình định càng tốt đúng không? Dạ đúng, chính xác luôn anh. Rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên màn hình các bạn thấy đây là một trong những cầu thủ của Bồng Sơn. Đây là những nhà vô địch của năm trước. Các cầu thủ Bồng Sơn trong trang phục là áo trắng sọc xanh chứ không phải là áo trắng sọc đen nha các bạn. Đấy, áo trắng sọc xanh. Tất thì màu trắng, quần thì màu trắng luôn, giày thì màu nọ màu kia. Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại 5 phút của chúng tôi.
Đây là cái thông tin bên lề, đây là đậu Hội Phú nha các bạn nha. Đậu Hội Phú, các cầu thủ Hội Phú. Các cầu thủ Hội Phú thì trong trang phục áo trắng xanh, quần xanh, tắt thì chưa thấy, giày thì màu nọ màu kia. Thì chúng tôi sẽ phỏng vấn một anh đang đây là vào đây. Các bạn có thể nhìn thấy là đây anh đây rất là đẹp trai, tên gì em coi, quay cái lưng lại coi. Đây anh Quang Kiệt, là anh Quang Kiệt là anh đệ tử của Châu Gia Kiệt, anh có sếp có vợ chưa biết thắng trận nào luôn. Cái giải đấu lần này thì Hoài Đức và Hoài Phú nằm trong bảng, và cũng chúng ta cũng đã biết rằng Hoài Đức và Hoài Phú là hai đầu chưa biết thắng là cái gì luôn, chưa biết cái mùi thắng nó thơm hay là thơm mùi sầu riêng hay thơm mùi chuối. Thì bây giờ trận giữa Hoài Phú và Hoài Đức là cái trận chúng ta có gọi là cái trận mà gọi là cái trận này gọi là trận ăn bài hoặc trận thủ tục. Thì nhưng mà với cái quyết tâm của hai đậu cũng như là đậu Hoài Phú đang quyết tâm thì anh khi mà Hoài Phú gặp Hoài Đức thì anh có muốn nghĩ rằng là đậu mình sẽ giành chiến thắng không? Vâng, thì nói chung chờ anh em thì tất nhiên là đến sân thì đội nào cũng muốn giành chiến thắng, nhưng mà trận này mang tiếng thủ tục, nhưng mà Hoài Đức cũng như Hoài Phú là đội nào cũng muốn mang một chiến thắng về cho mình để lấy danh dự. Đúng rồi. Nên là rất mong anh em ủng hộ trận đấu này cho Hoài Phú và Hoài Đức. Em chào cả nhà nhé, em tên Thịnh. Đây là Thịnh Hình rất là đẹp trai, không biết là có người yêu chưa bạn vậy? Chưa, đang ế. Cái tiêu chuẩn chọn người yêu của bạn là như thế nào? Đẹp gái này, dễ thương nè, học giỏi, con nhà giàu. Bạn có muốn là chọn một cô dâu cho mẹ mình, cho ba mẹ mình là cô dâu Hòa Nhơn Bình Định không? Chắc nhiên là có rồi, đương nhiên. Đây là giải bóng đá Hòa Nhơn Trang Bò Lít, mình nói giải cho nó nôm na cho nó vui nha. Okay. 2019 thì thấy là anh em rất là thầm lặng, rất là vất vả. Thì nhiều khi cái vòng đấu vòng thứ 2, vòng thứ 1 thì mình thấy là anh em 10 giờ đêm mới về tới nhà. Thì cái cảm xúc của anh là khi mà anh làm ban tổ chức giải thì nó như thế nào? Chúng ta chào tất cả các bạn, mình là thủ môn của Hoàng Tây Thanh Long. Nói chung là Bà Phùng Sơn và Hoàng Tây thì trong tất cả các giải đá banh thì đối đầu với nhau rất là nhiều lần, nhưng mà phần thắng này đang nghiêng về Bà Phùng Sơn. Thì trong năm nay thì đội hình Hoàng Tây cũng bổ sung rất là nhiều nhân tố, thì đa số là những nhân tố trẻ, thì anh em về kỹ năng và chuyên môn cũng rất là tốt, nên anh em sẽ cố gắng từng trận, không ngại đối thủ là Bà Phùng Sơn hay là Hoài Mỹ, Hoài Hương. Nói chung thì để mà phục vụ cho anh Điêm á, với lại đồng hương cùng nhau mà có một sân chơi thì rất là mừng, đúng không? Nói chung mình cũng không mệt, đa số mà làm về trận nào trễ thì cũng mệt anh, chứ không ai mà không mệt, nhưng mà vậy nó mới vui. Có anh em mình có một được một ngày cuối tuần hoặc là cả tháng, năm tháng mấy nè, để mình gặp gỡ, mình giao lưu với nhau, vừa học hỏi kinh nghiệm, vừa để anh em mình gặp mệt biết người này người nọ, rất là vui. Mà trong cái đó là có fan nữ đi cổ vũ, đúng không anh? Đúng rồi. Đó, cái đây cái gì em đang cần đây. Rau. Chúc mừng anh hết đế nha. Dạ rồi. Chúc mấy đậu vô vòng trang thì thành công ấy. Rau. Có một cái tiếp tục cái video, chúng ta sẽ phỏng vấn một người mà rất là đặc biệt. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy, là bà con có thể nhìn thấy ở trên màn hình, là cho hai em nhỏ lên TV luôn. Có một người mẹ đi theo. Bạn đừng có chạy, camera sẽ theo suốt. Không biết là bạn sẽ theo cổ vũ cầu thủ số mấy ở trong đội hình Hoài Phú? Số 7 anh. Tấn cao, đây là hai đứa con của Tấn Cao đó. Đây là hai gọi là niềm hy vọng của bóng đá tương lai. Các bạn thấy không, uống sữa luôn. Thì bây giờ mình sẽ phỏng vấn người mẹ chút xíu nha bà con. Thì cái cảm xúc của bạn mà khi mà đội Hoài Phú mà không có dọc lọt vào vòng trong á, thì bạn có cái cảm xúc như thế nào? Dạ, do Hoài Phú mới tham gia giải đầu tiên á anh. Nói chung là anh em cũng tập hợp đá cho quen biết với nhau thôi, đá lấy kinh nghiệm sang năm có tham gia giải thì anh em cũng nói chung là nó đồng bộ hơn. Cảm xúc cũng rất là buồn đúng không? Nhưng mà cũng không buồn lắm, tại đây là cuộc chơi mà. Ok, rất là cảm ơn em. Anh phóng bóng được khác kìa. Đây là một anh cổ động viên của đậu Hoài Mỹ, anh mặc quần tà lõn anh đi. Thực ra đáng lẽ ở đây như anh này cũng vậy nè. Đấy, hai anh này. Đi cổ động viên là ví dụ như mình không được mặc quần tà lõn. Ví dụ như anh cảm xúc như thế nào khi mà anh được không được tham gia trong cái đậu hình của Hoài Mỹ? Em không biết đá banh. Anh không biết đá banh em bị BD ấy. Em thích coi đá banh mà em thích coi đá banh. Rồi, những cổ động viên. Chúng ta sẽ qua cái đậu Hoài Phú tìm một cái tên mà tôi thấy rất là ấn tượng. Cái tên số 5, cầu thủ số 5. Anh đang lững thững, đây là một con người. Anh đang đi, anh không biết là tôi đang phỏng vấn anh. Anh không chơi. Rồi bây giờ mình sẽ phỏng vấn một người khác. Chào anh Thú Bôn của đội tuyển Hoài Phú. Chào cộng đồng anh em, 500 anh em cộng đồng bạn. 80% rất là quyết tâm, là chưa biết 80% ăn thì thua rồi, sẽ thi đấu hết mình vì danh dự và cái sự nhiệt huyết của đội và cái logo anh đang mang trong mình. Vâng rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Anh cho mọi người biết luôn tên gì luôn nha.
Đây là Minh Đồn nha các bạn. Ở đây là cái công tác chuẩn bị trước khi mà bình luận một cái trận đấu. À, các bạn thân mến, một cái nhân vật khá là đặc biệt là anh từ quận 2, anh lên Bình Tân, anh lên Gò Vấp, anh cổ động cho đậu nào bây giờ. Đậu nào anh cũng cổ động hết. Đây là Tâm Mao à. Đây là anh Kha Lý. Đây là một xưa đây là một trong những mà cầu thủ của đội tuyển Bồng Sơn. Cho anh Kha lên TV. Thì anh cảm thấy như thế nào khi mà Hội Đức bị loại khỏi giải? Bình thường. Bình thường như căn đường hộp sữa hả? Bình thường. À, rất là nhẹ nhàng như xe đẩy hàng, không có gì hết. Anh chìm xuống anh Trân ơi. Chìm xuống anh Trân. Đây. Đẩy thầy ơi. Thầy luôn. Quay đó không? Quay vô quá chưa? Quảng thất rồi. Quán quá ngay lúc anh Viễn mở máy lên luôn. Bình luận viên gì mà quảng trên đây. Quán quá. Hay quá. Hay à. Các bạn. Đây là cái bộ đàm nha các bạn. Đây là của hãng Motorola nha các bạn nha. Đây của hãng Motorola đây, ban tổ chức có chuyên nghiệp không? Ngoài ra có mấy bộ đàm còn ở trao thuốc vết luôn nè, thấy không? Thì đây là một trong những cái anh em mà gọi là tình nguyện cho cái giải đồng hương của chúng ta. Nên anh bỏ điếu thuốc xuống rồi anh nuốt hút để chế xăng á. Thì bây giờ anh có cái cảm xúc như thế nào? Anh là cổ động của, dù mình ban tổ chức nhưng mà cổ động viên của đội nào á anh? Hội Mỹ. Rồi anh cái cảm thấy vui sướng khi mà Hội Mỹ nó loại ngoài Đức không? Hên thôi chứ loại đâu, Hội Mỹ nó đó hên thôi chứ. À, anh hên đâu đúng không? Anh hên. À, rồi anh hên. anh thấy Hoài Mỹ anh hên không? Mỹ nó anh hên không? Hoài Mỹ nó ăn ngoài Đức là đúng rồi chứ hên, nhưng mà Mỹ đó rất là đẳng cấp. Mà sao làm gì mà phục vụ mấy ngày sao da đen dữ vậy? Rồi xăng này hát hai này khó trống, xăng ba nhiều trống là anh nén á, cháy. Nhưng mà mình nói lại là Hoài Mỹ ăn hơn đúng không? Anh trọng tài, anh ăn côn chưa mà sao thấy anh ốp với anh? À, thanh niên sao vợ đây ốp. À. Hưởng lay bên này. Những thành tích của đá cuối cùng là anh em đã khấn thề chiến thắng được thủ môn Phước Sơn. Còn nói rồi, sau khi đội cho Hoài Miếng Sơ có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 thì cao thủ Bóng Sơ Sơ đang đẩy lên rất cao. Không vậy, vợ nó cũng chúc mừng Hoài Mỹ, sao anh Khanh cục diện trận đấu giờ nó cũng ăn bài rồi, giờ anh có ý nói nữa không? Giờ không biết phải nói sao luôn. Giờ chỉ bữa cái trận cho hỏi chủ tịch Viễn bữa trận Hoài Mỹ rồi Đức á, kết quả vậy về vợ anh đó là anh sao? Vợ nó không cho ngủ chung, đuổi xuống giường thôi, quản mắt mà ớn mấy anh Hoài Mỹ quá mà anh tơi gì nhiệt quá. Trả về cho bà mẹ vợ 30 triệu đồng. Anh trả cho mẹ vợ 30 triệu đúng không? Rồi. Coi cho bà lấy là con gái nữa. Nếu mà hào gió chiều nào phải ra chiều đó. Đó là Hưng Minh Hưng đã mang về cho cơ chủ bóng CDC có được quả đá phạt đền. Và phản ứng rất sâu của cơ thủ bên phía Hòa Nhân Trị. Sao anh giờ cục diện trận đấu mới nẻ bên đậu Hồng Sơn nói giữ lém bây giờ sao anh? Giờ ý giờ sao? Anh bụng rụng tay chân anh nói không được đi. Mệt quá, bụng rụng nói cũng không nổi nữa. Sáng nay tôi sẽ đưa đội hình chính vô. À, đây là đây mới đội hình phụ đâu phải không? Phụ. Đây bỏ đứng đây. Đứng giữa này, đứng giữa đây này. Bà thả cho Kha đi, cho Thành đứng ở đây đi. Quá hài lòng, mình thấy vô địch. Sẽ vào sân để thế cho thằng Mao từ từ đánh dần đấy. Không cho cơ hội đứng ghế để sân anh có cống hiến gì cho đầu của đất không? Có chiêu bài gì không? Có chiêu bài tôi tin mỗi huấn luyện viên Trần Ngọc Diễn. Sao? Ấy là cần có mướn xi cọc cạch trở về không?
hỏi cần ở đây là nên nay hội Đức cũng tham giải em đầu tiên nên tinh thần của anh em cũng còn lúng cúng, để anh em cố gắng để rút kinh nghiệm để nâng xeo củng cố đội hình tốt hơn để mình có lối đá tốt hơn nữa. Và thường thường lên TV á, thường trước khi phỏng vấn á là ai cũng kêu á là không phỏng vấn tôi, nhưng mà giờ khi mà lên TV là sao không có tôi. Rồi cô Áo ai đó chạy bắt theo mà con, nhưng mà cũng phải xuất hiện. Rồi nhưng mà cũng xuất hiện 3 giây trên truyền hình của chúng tôi. Đài truyền hình là Việt Chạy Đồng. Đây là anh huấn luyện viên anh Khoa. Đó. Tôi được biết là Hòa Đức là vua đá tập, thì giờ anh sao anh thấy khả năng Hòa Đức thì sao anh em xeo? Nói chung là đúng danh hiệu luôn. Đúng danh hiệu không? Nhưng mà chúng ta là vui là chính đúng không? Đúng rồi. Anh em góp mặt là vậy là vui rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần sân để phỏng vấn một vài anh em của Tam Quan FC. Đây là một cái bảng đấu mà gọi là tử thần, mình dùng cái từ tử thần cho nó rôm ra. Đây là cầu thủ mà cái số áo rất là to nhất Tam Quan. Coi cái áo coi, Tam Quan Nam FC, Tam Quan Nam FC. Anh số 718 cho anh bảng số Phú Yên. Anh đứng lại làm gì? Phỏng vấn rồi, không phỏng vấn không cho đá. Ban tổ chức quy định rồi. Thôi giờ lại anh Tấn Anh. Đây. Cái bảng xe là một cái bảng mà gọi là rất là gọi là phải nói cái từ gì mà nó ghê gớm, rất là tử thần đúng không? Là bảng đấu mà gọi là sống còn. Rồi sống còn. Dạ. Trước khi mà bước vào trận đấu này thì anh có muốn gửi gém gì cho toàn thể anh em cũng như là tất cả các fan hâm mộ trên toàn thế giới không? Chung thì bóng đá này có thắng có thua. Bóng đá cũng như cuộc sống vậy. Mà cuộc sống là phải vui nên anh em cứ vào sân chơi hết mình, còn thắng thua thì không quan trọng nữa. Đồng hương là chính. Rồi cảm ơn bà con đã ủng hộ và theo dõi. Rồi có người yêu chưa? Chưa anh, vẫn còn ế. Rồi chưa. Anh trai ở đây trai ế không à? Rồi cái đây ế mới được đi đá banh chứ, có người yêu làm gì được đi đá banh anh. Rồi chúc cậu anh thắng. Dạ rồi cảm ơn chú. Chúng ta sẽ gặp một cái người khá là ấn tượng, chúng ta nhớ đến cầu thủ Hà Lan, người Hà Lan bay. Thì bây giờ chúng ta sẽ gặp một anh cầu thủ bên đây. Chào anh tên gì, anh cho mọi người biết anh tên gì anh? Tên Nguyên. Anh đá cái vị trí nào? Đá trung vệ. Trung vệ. Thì anh cảm thấy là nếu với sức lực hiện tại thì anh đá được bao nhiêu phút? Cầm cự ráng cũng được 10-15 phút. 10-15 phút. Chúng ta đến đây chung là cũng gặp được anh em đồng hương đúng không? Vui rồi. Vui là chính, cùng một chuyến xe Hòn Gia 77 đây. Thì với cái trước khi bước vào trận đấu này á, khi cái video này up lên là chắc chắn là sau trận đấu. Nhưng mà trước khi bước vào trận đấu này thì anh có cảm nhận rằng là đội mình sẽ bao nhiêu phần trăm thắng không? Trận này chắc có cơ hội chia hai, 50-50. Nhưng mà về cái tinh thần của anh em hiện tại trong đội thì sao ạ? Tinh thần anh em là đang rất là sung. Rất là sung. Thắng trận đầu thua trận giữa là trận này là quyết định, nên tinh thần anh em rất là sung, thoải mái. Chúng ta là 50-50. Tỷ số là 3-3. Đây là một cái trận đấu mà chúng ta phải nói đầy nhiều cảm xúc, rượt đuổi tỷ số như phim hành động. Thì các bạn cũng thấy là các anh em Hoài Phú và Hoài Đức họ đã cống hiến một trận đấu rất là đẹp với cái tinh thần là không còn gì để mất. Thì chúng ta sẽ phỏng vấn một cái anh mang áo số 81, anh mặc quần riêng. Cái trận đấu vừa vào với Hoài Đức thì anh cảm thấy là anh hài lòng được không? Hài lòng bao nhiêu phần trăm? Được 100% anh. Với một vậy sau là anh em cố gắng tham gia đầy đủ, với lại khán giả phải đông hơn xíu nữa thì mới vui. Nói chung là Hoài Phú là đá vậy là được rồi, ok rồi, em chấp nhận là ok rồi. Đó giờ là rất là tốt. Dạ. Mình là một tân binh đúng không? Đây một trong những cái cầu thủ mà tôi đã từng phỏng vấn, anh đây là anh bịt đầu bịt đuôi đánh trốn. Các bạn ơi, Bùi Đình Hòn. Thì vừa rồi thì tôi nghe nói là anh đạo tiễn của Hoài Sơn, anh đã làm gõi đạo tiễn Hoài Sơn với một cái tỷ số tennis. Thì bây giờ là anh có cái cảm xúc gì khi mà anh gặp đạo Hoài Hương? Gì mà ní, anh ăn rùa, anh rùa nói bà con coi. Thôi được rồi, anh rùa nữa, tới hơn anh rùa nữa. Bây giờ mình sẽ qua đạo Hoài Hảo, chúng ta sẽ phỏng vấn một số cầu thủ anh em Hoài Hảo. Anh này là tôi rất thấy là rất là quen. Trước khi bước vào trận đấu này, trận đấu đây là một cái bảng đấu gọi là tử thần, thì anh em toàn đội như thế nào anh à? Tinh thần như thế nào?
nói chung là Hội Hảo là quyết tâm tới trận chung kết lắm. Dạ. Rất là đơn giản, không cần phải nói nhiều. Anh Giang mới có vợ, anh Giang sung sức quá, chịu không nổi. Rồi, chào các bạn, đây là bản tin việc chạy đồng của chúng tôi. Thì chúng tôi qua Tam Quan Bắc. Mình một số thị chút xíu cho anh em nha. Đây có viên, đây có viên, đồng viên. Có viên của Hội Hảo và Tam Quan Bắc luôn. Tại sao bạn ở Hội Hảo mà qua Tam Quan Bắc? Tại vì nó có nhiều lý do để tôi có thể qua Tam Bắc để tôi xem trận bóng ngày hôm nay. Bạn theo tiếng gọi tình yêu đúng không? Vì hôm nay có những người đồng đội của tôi ở Tam Bắc đá nên tôi sẽ qua Tam Bắc tôi xem. Có tôi sẽ muốn một trận đấu hôm nay sẽ xảy ra một trận đấu cực kỳ kịch tính và sẽ xảy ra nhiều pha bóng đẹp. Rồi, cảm ơn bạn. Chúng ta sẽ tìm một cái áo mà áo số 77 Bình Định, rồi các cầu thủ Bình Định hay thích mặc áo số 77. Bạn có cảm nhận như thế nào khi bước vào trận đấu tử thần ngày hôm nay? Đây là bảng xe đó, bảng cờ tử thần. Nói chung là cũng rất hồi hộp và căng thẳng. Trước trận đấu này không biết trước được gì. Chỉ hy vọng là đội đá hết sức mình là được. Bây giờ chúng ta qua cái chỗ có ba cổ động viên nữ. Ba bạn này là khi mà camera đưa về các bạn biết không là ai cũng chi mặt hết đó, nhưng mà khi lên TV cứ tìm sao không thấy tôi. Thì bây giờ các bạn này không có chi mặt, các bạn văng trốn. Bạn tới cổ động viên cho đậu nào bạn à? Một khi bạn đã đến đây thì bạn phải cho mọi người biết. Dạ em là cổ động viên của Tam Bắc. Tam Quan Bắc. Bạn đến đây là cổ vũ cho người hùng của mình lại. Dạ không, em đi xem mấy đồng hương của em đá thôi. Ok, rất cảm ơn bạn. Chúc đậu của bạn thành công nha. Đây là hai nhân vật mà chúng ta né, chắc là họ đang live Facebook. Rồi cảm ơn bạn. Anh tới đây anh cổ vũ cho đậu nào vậy anh? Hồi Mỹ thắng rồi anh ơi. Hồi Mỹ thắng rồi em. Thấy hài lèm không? Cũng không hài lèm lắm. Sao, tại sao không hài lèm? Chưa được nhất mà anh. Trời, lấy cúp em mới hài lòng được. Đây là một cổ động viên rất là tham lam. Đây các bạn có thấy anh thông viên không? Thông viên ảnh mà anh phải chung vô là anh trúng. Chung vô bạn quảng cáo thì anh trúng, anh thề ông kính. Nhìn anh trúng. À còn anh trốn anh chung vô rồi, thấy không? Đây anh trọng tài anh đẹp trai đúng không? Giải đấu phủi nào cũng có anh đó đó. Trọng tài. Giải đấu phủi nào là cũng có anh trọng tài này đó. Thôi đi anh lững thững. Đây là tôi chính chủ, còn đây là anh Tâm. Lâm vào đầu. Đen gì sao đen. Các bạn biết là trời mưa khá là to. Tuy nhiên rằng ở đây là đậu tuyển Tam Quan. Các cầu thủ áo màu xanh. Cảm xúc của các bạn vừa rồi như thế nào? Các bạn có thể cho tôi biết là cảm xúc như thế nào? Thắng là được. Lúc đầu trận em đã tuyên bố Tam Quan thắng. Bạn có ghi được bàn nào không? Không. Không, em là mà... em là cổ động viên tinh thần của đội bóng. Em là linh hồn của đội bóng. Linh hồn của đội bóng. Tam Quan, quên. Đây là các bạn mà quê hương Tam Quan. Anh có thể anh lớn tuổi nhất trong đội, anh có thể cho tôi biết là ngày cảm xúc của anh như thế nào khi kết thúc trận đấu vừa rồi. Nói chung trận đấu mà rất là hay. Đội nào thắng cũng là hay hết, nhưng mà trận đấu hôm nay rất là hay. Đội nào thắng cũng xứng đáng vô vòng 2. Rồi, chúc mừng bạn. Chào hai bạn cổ động viên nữ. Bạn có thể cho cái kênh truyền hình mà tin việc chạy đồng chúng tôi biết được là cái cảm xúc vừa rồi của bạn như thế nào? Thì nói chung á là đã đi cổ vũ đội tuyển Tam Quan thì Tam Quan nó chiến thắng là một niềm vui rồi, không có gì bằng rồi. Rồi. Vâng, xin chào tất cả 500 anh em. Chúng ta tiếp tục những người mà đã góp mặt vào cái hành trình 3 vòng đấu của chúng ta là các anh em Truyền Lửa. Đó. Cái tên là Truyền Lửa VN. Truyền Lửa gì anh? Truyền lửa bóng đá. Đúng rồi, Truyền Lửa bóng đá. Đây là những cái anh em mà đã theo suốt cái hành trình của chúng ta, suốt hành trình của chúng ta đến cuối giải luôn. Đây là vòng thứ 3 và chúng ta là cũng nhìn thấy là họ rất là chuyên nghiệp, với một cái
đội ngũ quay phim đó, có cô mà đeo mắt kiếng rất là dễ thương luôn, áo đỏ luôn, và anh bình luận viên. Bình luận viên ở đây thì có hai bình luận viên, một sân 1 và sân 2. Ở đây thì anh bình luận viên ở đây thanh niên xa vợ nên nó hơi ốm yếu. Còn thanh niên này các bạn cũng nhìn thấy là anh hơi anh tập tạ rất là nhiều luôn. Đây là những người mà truyền lửa bóng đá dành cho chúng ta, sẽ giải đấu thành công hay không cũng có là một phần của truyền lửa bóng đá nha các bạn nha.